Chiều ngày 9 tháng 7, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết các lực lượng chức năng tỉnh này vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 9 tháng 7, xe tải mang biển kiểm soát 78C09232, chưa rõ người điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A, hướng Nam Bắc. Khi lưu thông đến đoạn quốc lộ 1A qua thôn Phú Thạnh thì cán qua người chị H, 22 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, rồi chạy khỏi hiện trường. Sau khi trích xuất camera, lực lượng cảnh sát giao thông đã truy tìm và phát hiện xe tải trên bỏ lại trên quốc lộ 1A, ở vị trí ngoài hiện trường tai nạn. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, qua kiểm tra hiện trường cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 10 mét, có một phần đường quốc lộ nổi lên gồ ghề do vết nối giữa vị trí đường cũ và đường mới được sửa chữa chưa ăn khớp. Ông Tạ Thanh Tình, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 3.3, khu quản lý đường bộ 3 cho biết, hiện truyền thông, mạng xã hội có phản ánh tai nạn do vấp phải vị trí đường gồ ghề, nhưng khái niệm gồ ghề rất khó đánh giá, cần phải đợi kết luận cụ thể của cơ quan công an. Ngày 9 tháng 7, Cục Điện ảnh đã ban hành văn bản yêu cầu công ty Netflix, công ty cổ phần viễn thông FPT, gỡ bỏ phim Hướng Gió Mà Đi 39 tập trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2023 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 7 năm 2023. Theo đó, kiểm tra phim Hướng Gió Mà Đi tại địa chỉ tên miền http://netflix.com và ứng dụng Netflix cho thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim tại các tập 18, tập 19, tập 21, tập 24, 25, 26, 27, 38. Đặc biệt thể hiện rất rõ đường lưỡi bò từ 2 phút 0 giây đến 2 phút 03 giây tập 30 và kèm theo lời thoại và phụ đề. Rồi sẽ có ngài tắm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, từ 41 phút 18 giây đến 41 phút 55 giây tại tập 18. Tại địa chỉ tên miền http://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play cho thấy, công ty cổ phần viễn thông FPT có thực hiện làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh khẳng định, đây là phim có nội dung thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam. Công văn nêu rõ, việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm D khoảng 1 điều 9 luật điện ảnh số 05/2022/QH15. Trong các ngày 6 và ngày 8 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm gần 13.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 7, tại khu vực Bản Ái, xã Chiền Sơm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an thành phố Sơn La và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã phát hiện bắt giữ Giàng A Hợ, còn gọi là Hợi, sinh năm 1987, trú tại xã Chiền Khong, huyện Sông Mã, Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1,5 kg nhựa thuốc phiện, một xe máy. Cùng ngày tại khu vực xã Chiền Khương, huyện Sông Mã, Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã phát hiện bắt quả tang Lò Văn Tuận, sinh năm 1971 và Cầm Văn Hồng, sinh năm 1982, cùng trú tại xã Chiền Khương, huyện Sông Mã, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 800 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan. Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 6 tháng 7, tại khu vực Bản Bàn, xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng bắt quả tang Giàng A Chấu, sinh năm 1992, và Lầu Thị Dậu, sinh năm 1988, vợ của Giàng A Chấu, cùng trú tại xã Hủy Một, huyện Sông Mã. Tang vật thu giữ khi bắt giữ và khám xét nơi ở của hai đối tượng gồm một bánh heroin, hơn 60 viên ma túy tổng hợp, hai điện thoại di động, một xe ô tô và một số vật chứng liên quan. Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Mạnh Linh, 24 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, ông Mạnh Linh lập nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội, giả danh các doanh nghiệp vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, rồi mời chào khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa Trung Quốc. Sau khi tìm được người cần mua hàng, Linh đăng nhập vào các trang mạng xã hội chuyên bán hàng Trung Quốc như Taobao, 1688, lấy ảnh sản phẩm và giá cả, rồi gửi cho các bị hại tham khảo. Sau khi thống nhất giá cả, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cọc với mức từ 30% đến 50% giá trị lô hàng. Sau khi nhận được tiền thì khóa máy. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Linh đã chiếm đoạt được gần 470 triệu đồng của nhiều người ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 8 giờ ngày 29 tháng 6, Công an huyện Nam Đàn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng ông Mạnh Linh, thu giữ 2 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác. Sạt lở bờ sông kênh rạch diễn ra nhanh và gây hậu quả lớn hơn tại nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tại tỉnh An Giang, nền đường yếu cùng với mật độ phương tiện ngày càng cao, khiến tình trạng sụt lún rất khó khắc phục. Một nửa mặt đường đã sạt xuống nước. Tuyến đường chính nối vào xã Mỹ Khánh bị chia cắt một tháng nay khiến người dân sinh sống ở đây lo lắng. Không riêng những tuyến đường trong khu dân cư, quốc lộ 91 nằm dọc theo sông Hậu cũng trong tình cảnh tương tự. Có những đoạn đường hư hỏng hàng chục mét, giao thông tê liệt. Đến nay, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện cũng đang đe dọa an toàn của tuyến đường này. Ông Nguyễn Thanh Sang, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết, đối với các tuyến đường làm mới, Sở sẽ quy hoạch đi ra xa những tuyến kênh để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp sạt lở sau này. Còn đối với các tuyến đường hiện có, sẽ định hướng dần các phương tiện trọng tải lớn ra xa những điểm có nguy cơ sạt lở. Từ đầu năm đến nay, An Giang có 45 vụ sạt lở sụt lún, tăng gấp 3 lần năm trước. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, để đảm bảo an toàn, các tuyến đường quy hoạch mới nên cách khoảng 50 mét khu vực kênh sông. Ngày 9 tháng 7, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ để điều tra vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là ông H, khoảng 35 tuổi, làm nghề tài xế, sống tại phòng trọ trong hẻm đường Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 8 tháng 7, một người bạn liên hệ với ông H qua điện thoại, nhưng không được nên đến phòng trọ để tìm thì phát hiện ông H trong tư thế treo cổ. Sau đó, người này thông báo cho những người xung quanh tìm cách cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa các tuyến đường quanh khu vực hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.